Alo, alo mọi người nha. Sorry mọi người, tao hơi trễ xíu. Chào tất cả mọi người nha. Hello chú. Hello. Hello Ngọc Linh. Hello anh Mr. Ducking. Hello Pusino. Hello chồng hờ. Hello Giang. Hello Mira. Ô nhiều quá. Hello anh Trí. Hello Tim. Hello bác khẩu trang dạo. Hello Honey. Chào Trọng Hy. Chào yêu idol. Chào Cuốn. Chào anh Jenny. Chào Milo. Chào Jimmy. Chào Duy. Chào Chuối. Chào Pháp Pháp. Chào Thỏ Mây Cỏ. Hello mọi người. Hello Magic. Chào muốn xỉu luôn. Hello Milo yêu Lan Trang nha. Hôm nay đến hẹn lại lên vẫn là Vessel Show Bolero vào tối thứ năm hàng tuần như này. Nhưng mà do idol Cần Thơ hôm nay mấy bà bận hết nên một mình tám ôm show tiếp. Hello Đô, hello Pháp Pháp nha. Hello em ghép mưa Tin Tin. Chạy sao mệt luôn á. Hello tất cả mọi người nha. Bếp sản xuất của chúng ta hôm nay có chủ đề là người thương kẻ nhớ nha. Nó chủ đề mới rồi, không có cũ gì nữa đâu. Hello anh Johnny. Hello UEFA. Hello anh Đông Xuân Vòi. Hả? Hello mọi người mới vào room nha. Hello anh mấy đẹp trai. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu luôn ha. Tại vì thường bếp sổ xô phải có 2-3 người trở lên. Mà hôm nay một mình tắm thôi thì cứ như là một show bình thường thôi, chứ cũng không có gì đặc biệt như là bếp sổ xô 2-3 người. Thì một mình mà chả lẽ bây giờ tắm chơi game show chơi với ai, chơi mình à? Hello tắm. Hello mọi người. Mở màn sẽ là một ca khúc trùng với chủ đề nha, người thương kẻ nhớ. Nói là best show vậy thôi chứ mọi người gặp ta mọi người chán hết rồi. Ngày nào cũng gặp, ngày nào cũng Google lấy rồi chứ đâu có lạ vậy đâu không. Có chi bình thường mà tắm hát nhạc trẻ nhạc rap thôi mà hôm nay tắm hát Google lấy rồi thì còn lạ chứ này đâu. Thank you.
đổ mồ hôi vì cầu hôn mà kêu chú hả? Con quên à, em này vẫn kêu vậy mà. À, bây giờ chú cầu hôn lại đây con. Em sẽ không kêu chú nữa. Chẳng chớ hoài những kỷ niệm ngày xưa, ngày tuổi anh gặp gỡ, ngày ta từ tay vẫy chào, mềm lòng chấp nhận xa nhau mấy dòng đời tựa sóng dần câu. Yêu anh yêu ạ. Cậu ấy nhớ hả? Cậu nhớ hôm nay bà móm không xô. Trời sao bé sò xô mà lại hỏi chị móm? Chị móm thường là hay chị móm xô trước bé sò xô á, hoặc là sau bé sò xô. 19 hoặc 21 rồi. Đã lên 3 chấm nha. Chủ đề người thương cả nhớ, cái gì cũng có nhớ trong này hết. Người thương kể nhớ mẹ mới hát xong á.
gì chứ hả? Thôi chú ơi, chú lại hư rồi. Cậu đi hay ho hay các bạn ơi. Tình yêu đã phai như giấc mộng đêm dài. Không tin được luôn á. Alo, ngồi dép xin chùa nha. Quánh lẹ quá, quánh lỗi. Cậu ra với sờ xô nha cậu. Với sờ xô hả? Với sờ xô thì cũng như một xô bình thường thôi. Vẫn lên lên bộ lưỡi rồi như bình thường. Xô cũng vẫn lên lên như vậy thôi. Chỉ là hát tự do, không có theo kịch bản. Hôm nay phải hát theo kịch bản. Kịch bản đưa ra những bài hát nào phải hát những bài hát đó. Cái gì vậy? Có một mình. Có một mình. Một mình có tham gia với ai đâu mà thắng hay thua. Chỉ là hát như sơ bình thường thôi. Lát nữa Tấm hát xong hết những cái bài trong kịch bản xong rồi mọi người muốn cầu bài gì mọi người tết chat yêu cầu nha. Tấm hát xong những cái bài trong đây xong rồi, khi nào mà Tấm nói Tấm hát xong kịch bản mọi người tết chat yêu cầu mấy bài mọi người thích. Đến nhiều khi hát cái kịch bản xong rồi những cái bài mọi người không thích mọi người mua te mọi người đi ra hết. Đúng rồi, trò bạn nó hay ghê luôn á. Không quên anh. Thank you.
nó mít nó đều nhau chưa? Trời ơi, nãy giờ hát cái nhạc nó bị lóng cái mít đúng không? Chuyện đơn giản vậy thôi đó anh Đen. Không gì có hiểu hết á. Thì hai lỗ mũi này bên hai ngón tay đó, hai ngón tay đó, xong rồi nó chỉ hai ngón này còn trắng rồi còn lại dập hết, logic vậy thôi chứ. Anh Đen sợ rồi. Lại nhớ người yêu nè. Ồ, phòng bên kia idol cũng lại nhớ người yêu nữa kìa. Anh như núi cao biển rồi.
hả? Còn rớt là tên gì vậy bạn? Thì xin em nhớ cho rằng tim vàng em sáng rồi lòng với niềm mong ước dậy quanh. Em ơi, ước gì mình là sao đêm, ước gì mình là đôi chim hay là Kỳ Phong cho hả? Sáng dọi đường. Kỳ Phong là ai vậy bạn? Có phải Kỳ Phong em Kỳ Phương không? Chuyện lối đi về không còn thiếu, cho anh đợi mình kề bên nhau, tình yêu thế giới thêm màu, không còn lo thương nhớ người yêu. Vì sao em hỡi em có hoặc là chủ nợ thôi mới nhớ thôi chứ tự nhiên sao nhớ được, chỉ có hai đó thôi. Hello Gia Lộc không? Chờ anh cô tám. Anh tám luôn đây, anh cô tám gì đó. Thì xin em nhớ cho rằng tim vàng em sáng rồi lòng. Với niềm mong ước vây quanh em ơi, ước gì mình là sao đêm, ước gì mình là đôi chim hay là trăng sáng rọi đường đêm. Mặc đồ xinh sao mà xinh, mặc đồ kiểu mới là sao, là xinh xinh phong cách xịt đi nhau không con? Chờ anh đợi mình kề bên nhau, tình yêu thêm sắc thêm màu, không còn lo thương nhớ người yêu. Chờ anh đợi mình kề bên nhau, tình yêu thêm sắc thêm màu, không còn lo thương nhớ người yêu. Con già rồi cũng không có chạy hơn chết trẻ được. Bộ lấy rồi áo dài chứ, chỉ có cái đầu là sai sai thôi phải không, mà máu quánh cái đầu màu đen là hợp luôn. Không thôi chú thắc mắc hoài luôn. Hồi trước nhậm màu vàng xong rồi nhậm màu nâu đen lại, màu nâu đen rồi sau đó từ từ nó lại ra màu vàng nữa. Đi nắng từ từ nó vẫn là vàng thôi. Tại vì lâu rồi không có nhậm á nên nó ra vàng á. Mà nếu nhậm đen thùi lùi luôn á thì nó không có đẹp. Tại vì mình đang nhậm màu mà nhậm đen xuống nhìn nó già lắm. Cho nên cái nhậm là toàn là con nhậm màu nâu đen thôi. Đúng rồi đó, nó hạt dẻ đó. Một thời gian rồi nó vẫn bị cháy nắng ra màu vàng rồi thôi. Trừ khi là nhậm màu đen thôi, mà nhậm màu đen mà lỡ sau này có muốn nhậm màu là cũng không lên, nó không lên màu á, phải tẩy tóc nó mới lên màu. Cái mốt trình nhậm màu trắng là được. Trời ơi, nghĩ xem màu trắng rồi, em chưa đủ già sao mà nhậm màu trắng làm gì mấy tóc bạc phơ rồi. Bà em mấy tóc bạc phơ. À,
Em đủ rồi. Đủ cái gì? Ý nó đủ già hả? Bánh chết chứ đủ hả? Vô gặp cái hỏi cụ đi đâu thế? Trời, não lòng đâu, răng tóc là gốc con người. Đúng rồi, răng tóc là gốc con người. Ốc em hồi xưa đẹp lắm nha, nhiều hơn, dài hơn, mượt hơn, đen hơn. Đó, Sủ Nhi làm gì, Chẩu Cha làm gì? Học đòi theo các em nhỏ, chạy theo các em nhỏ, nhộm làm tùm lum xong rồi bây giờ gì luôn. Đã không trẻ hơn được mà mà còn te tua hơn. Đây là hậu quả như thế này đây. Buồn ghê. Mình định làm để coi mình có trẻ hơn được tuổi nào không, mà kết quả gây choáng, không trẻ hơn được biết nào mà còn te tua hơn. Còn nhỏ tuổi mà. Anh Tú đoán đợi em bao nhiêu tuổi? Già rồi đó anh, trẻ gì nữa. Giờ có hối hận không? Có anh. Bây giờ nó đã như vậy rồi nên chịu thôi. Chứ bây giờ làm sao bây giờ nữa. Với lại nó bị khô ấy, nên nó bị rụng ấy, giờ nó ít lắm á. Hồi xưa tới nhiều lắm luôn. Nãy dài nữa. Có cái tấm mà chụp áo dài màu trắng á. Hồi đó là lúc đó tóc dài lắm luôn á. Là lúc đó vừa mới cắt xong 1-2 ngày là đi chụp hình đó luôn á. Chứ không cắt mà còn dài hơn nữa. Rồi từ từ cái nghe lời các bạn. Bạn nói trời ơi còn trẻ chung á thì làm tóc làm kiểu làm này làm nọ đi. Để dài làm gì, để đen làm gì, nhìn già muốn chết, nhìn cứng muốn chết luôn. Đó. Xong rồi mình thấy các bạn làm tóc kiểu này kiểu kia mình cũng thích. Rồi thế là chạy theo thú vui tao nhã. Xong rồi te tua cái đầu luôn. Tới bây giờ luôn đấy. Hả? 25. Trời đất ơi trời. Nghĩ sao ạ? Mặt già dữ lắm hả? Sao đó 25 trời. Buồn luôn á, vội Tú luôn á, ghi bên Tú tại đây nha. Nghĩ sao ạ? Buồn thiệt. Buồn thật sự. Dùng từ nghệ sĩ phết. Hả? Dùng từ nghệ sĩ gì? Tự nhiên nghệ sĩ cái gì không biết ạ? Nói chung nhìn đầu tóc tám biết nghi comment. Con có comment đâu. Thiệt tình luôn á, một sự trùng hợp đáng sợ. Mọi người bảo con là người comment like mà cũng giấu. Bạn con cũng bảo mày nói thiệt với tao đi, tao là thân nhất với mày nè. Mày nói thiệt với tao đi, mày là người comment like đúng không? Ba mẹ mày có một người comment đúng không? Nhưng đã nói là không, con không có giấu mà tưởng nó thiệt luôn á. Mà đến học đến năm thứ 3, năm thứ 4 mà nó vẫn còn hỏi gì luôn. Ghê không? Mà sự thật là do trùng hợp thôi. Trùng hợp là mắt to, xong rồi tóc quấn quăng. Tóc giống cha. Giống cha tắm cho nên tóc quấn đây nè. Đó. Xong rồi mọi người bảo người Khmer like, chỉ Khmer like với chị thôi. May là trắng á, chứ phải mà đen cái là nói Khmer gặp luôn, không còn like luôn á. Tám với chú hợp tuổi hả? Trời ơi chú biết coi tuổi luôn hả? Hay ghê. Rồi sao chú? Hợp tuổi sao chú? Tóc Khmer hay quăng. Đúng rồi, Khmer tóc quăng ghê lắm á. Mà Tám không có bị quăng ở mấy cái này nha. Tóc này vẫn thẳng. Mà nó chỉ quăng những cái tóc con ở phía trước với lại phía sót rồi. Nó lạ vậy đó. Nhưng cùng mình hả? Mà con hỏa nè. Núi lửa phun trào đó chú. Mấy người mạnh hỏa thường hay hiền lành tốt bụng lắm hả chú ha. Nên gặp nhau bốc lửa chứ. Trời ơi mình vừa định nói hiền lành tốt bụng mình đỡ cho nhau. Tự nhiên chú nói vậy buồn ghê. Chú nói vậy người ta nghe người ta hết chú hốt con luôn. Còn lễ tiếp tục nữa. Chú kỳ ghê luôn á. Chú toàn là nói những cái gì đó để con lãnh kết quả ế thôi. Chú toàn nói gì thôi. Con buồn chú ghê. Tăng Bạch Kim. Hello Tăng Bạch Kim.
Em đừng dễ có anh nè, thôi đi. Thôi đi, ông V thì thôi bỏ đi. Mặt mỏi với V luôn á. Ở đến bài gì đây, để em coi. Nãy giờ nói chuyện nhiều phết. Sao anh mở lần quên hả? Cái bài này không có hát lần nào hết luôn cái gì á. Sao anh nở lần quên? Sao anh nỡ đành quên khi tình em đã trắng trơn?
Trời ơi, 13 năm rồi. 13 năm lúc đó nhiêu tuổi ta? 10 tuổi. Trời ơi, lúc 10 tuổi thôi. Mấy lúc đó còn ở trường tắm mưa không? Chưa búp bê. Đó là gì ta? Quái cười. Tình nhỏ mau quên. Cái gì mà có nhớ như quên là có trong chủ đề hôm nay. Còn như thời gian lát nữa mọi người yêu cầu đi bài gì có quên như quên với nhớ là có trong chủ đề là được. Tình nhỏ mau quên. Bài này song ca. Rồi thèn thùng che măng biên bé này không có đâu mất nắng cứ buồn buồn vậy thiệt không có gì hết ai gặp nắng mà cũng mất nắng buồn nàng con gái xinh thật xinh đôi môi tươi thơm đồng làm anh ngẩn ngơ trong lòng để rồi làm sao anh quên lần hẹn hò em đã đến đúng rồi ha những người tình xa đúng đấy bắt nhau trên đồi tình yêu nói thành lời rồi ngày vui qua mau anh gửi lại em lời chào gửi lại em một mối tình hôn tình nồng hai đứa yêu nhau anh gửi lại cho em cầu tre lắc lẻo đôi bờ như cầu tre vội thoáng mong chờ đôi mười duyên mối tình xa nhà chiều qua ghé thăm nhà em nhưng em yêu đâu rồi còn chẳng mãi tranh yên liền hồi nhịp cầu tre đông đưa hồi từng dòng sông tim ngắn nói em theo chồng em đã quên câu thề lòng anh thấy nào nề còn ít cái hiền đẹp còn bị chửi nữa kìa. Lên lên
chiều lên qua xem quần áo, xem bánh son, xem make up. Đó, một đời chỉ có chữ không. Hồi nhiều cầu tre đông đưa, hồi từng dòng sông tim ngắn. Thiệt luôn á. Nói em theo chồng em đã quên. Trong ngày mà được ở nhà ha, ở nhà một mình ha, ăn uống no say ngủ đã con mắt xong rồi, có một ly trà sữa đặt trước mặt ha. Hồi từng dòng sông tim ngắn. Xoài cái ghim các kiểu à, rồi con bánh cúc. Nói em theo chồng em đã quên. Hạnh phúc vô bên bờ của con. Trên YouTube chủ yếu là con bánh cúc coi. Có phim chứ bởi vì phim kiếm hiệp không bao giờ con biết hết á. Thôi mệt quá hả, tới anh Xuân môn vậy luôn cơ. Vậy gì không có gì cái bên. Nổ chú nổ. Mệt chú à. Chú đâu chú chọc con hoài nha. Con nhận đó coi. Trang nào. Nhìn nào cho nghiêm chuẩn hả? À, biết đâu tùm lum trang hết luôn. Xong rồi hả? Thử thôi mà mọi người lấy cái laptop hay cái điện thoại đó mà bấm lên YouTube một cái đi. Đề xuất toàn là make up thôi, không có gì khác á. Make up với bolero không có gì khác luôn. Thề luôn á. Đề xuất make up là 99% trong đó. Xem nhiều nó tự đề xuất thôi à. Chứ không biết Linh không biết coi gì hết. Nếu mà không coi đó thì nghe bolero, còn không nghe bolero nữa thì xem mấy cái hài á, hay mấy cái game show này mà vui vui á. Thôi chỉ có nhiêu thôi, chứ bao giờ mà cày phim hay gì hết trơn. Ngày xưa chú đi học đại học, chú ước có người yêu nằm bơm lắm mà ế già cổ. Thôi đi chú ơi, chú mà ế già cổ lắm à. Con thấy tài nghệ mà hình của chú kinh lắm, chắc là trẻ còn dữ hơn bây giờ nữa đó. Chú giỡn hoài. Chân mại, trời người Việt Nam dễ thương quá ha. Người Việt Nam kêu bằng chân mày không à. Chân mày, chân phi đoan. Chứ mày bự hả, mày tướng hả. Anh chị anh tướng thứ gia nha. Dễ gì. Ngày xưa quen nhau bên đường con hoa nở màu. Ngày nay xa nhau vừa khen căn ban đầu người ngỡ gặp nhau như duyên kiếm đưa ta vào chiều rơi về đâu. Ngày xưa quen nhau em vừa biến dám ước mơ bờ vai ngày thơ ôm làng tóc rối ơ. Chưa bao giờ thấy chân mày thật của giáo dục.
ngắm ra cười. Ví dụ Hiếu con cạnh Hiếu. Em biết gì mà anh lỡ bán hai trái đó chú. Bán hai trái thì dư luôn á. Khỏi có sợ Hiếu gì hết á. Ngày xưa quen nhau ngỡ đời mãi mãi có nhau. Ngày nay xa nhau âm thầm. À, một trái đi Quảng Ngãi, hai trái đi, hay đi Hà Nội luôn. Đi xuyên Việt luôn đi. Hai trái này đi xuyên qua cầu. Trong mưa, trong lời ca, trong tiếng mưa. Nhiều lắm nha, là sao? Tìm nhau trong mưa, trong nắng cháy xa mờ. Người vẫn tìm nhau trong duyên kiếp không mong chờ. Người đã như mơ. Người vẫn tìm nhau trong duyên kiếp không mong chờ. Bởi vậy con mới kêu. Hôm bữa ai ta? Hôm bữa anh Đen phải không? Anh Đen hay ai mà có nguyên cái bảng giá mấy bộ phận bán lúc đó. Một quả thận giá bao nhiêu, hai quả thận bao nhiêu, rồi trái tim bao nhiêu tùm lum đó. Anh Đen phải không? Em nhớ đọc trên Facebook của ai đó. Anh Đen phải không? Sao tim em tặng nhanh thế không thể nào tin được. Trời đất ơi, đây là cái ạc công ty mà anh. Đây là cái ạc Best Show. Best Show đại chiến này nọ là ở trong cái ạc này mà. Trời ơi, em làm gì được như vậy. Nghe Tâm nói. Thôi không nói nữa. Thiệt luôn á. Mới nói chút xíu thôi mà cứ ông về cứ vậy á. Muốn đặt cho một phát hết sức. Em muốn hẹn với Vê không được luôn á. Thầy khỉ khô á. Thề gì mà thề. Bực bỏ anh Vê đó nha. Dặn nữa đó. Người Việt Nam quê dễ biết lắm. Quê là nói chuyện kiểu quê quê. Cái hồi giọng lẫy rồi. Em là một trong số đó đó. Thôi em quê là em giận à. Lát hết quê là hết giận. Ngộ vậy đó. Không có nhận da nhưng mà quê là giận á. Tính kỳ lắm. Tính kỳ từ nhỏ rồi. Em mà giận anh cười. Thôi xàm với Vê ơi. Vê xàm hoài bực bội Vê quá. Xong rồi hết rồi. Giờ tới bài gì nhớ nữa. Hát chung kịch bản hết rồi đó. Ủa mà đâu hát kịp nữa. Còn 2 phút rồi. Thôi nói chuyện 2 phút đi hết giờ. Dạ hết giờ con quên. Con quên tưởng con còn nhiều. Tính ra lên 88 chuyện mau hết show quá không? Bình thường lên show ngồi muốn ngủ cục luôn á. Ngày mai show 5 giờ sáng nữa nè. Không tin được, sốc 5 giờ sáng luôn. Ngày mai không có đi học mà phải vẫn phải dậy sớm. 4 giờ mấy là phải dậy show. 5 giờ lên show. Anh không bao giờ thấy em tham gia show ăn uống hả? Cần Thơ không có anh. Cần Thơ không có đủ mấy cái thiết bị này nọ để tham gia show ăn uống. Sài Gòn mới có thôi. Chứ có chứ em cũng tham gia nhưng mà em tham gia chứ em thua. Thấy em vậy thôi chứ em ăn ít xịu à. Em không bằng ai đâu. Tiêu trà sữa còn đỡ chứ ăn không lại. Cơm một lần em ăn có một chén. Mua một hộp cơm không bao giờ ăn hết trơn. Năm giờ không room room này nè, room 88 này nè, room 4 số là em chỉ show 20-21 giờ thôi mà hôm nay chắc show một show thôi. Show cái này xong mệt rồi không show nữa, nhưng mai show tiếp. Là mấy nay cái giọng cứ bị sao sao, hát nó cứ bị mệt mệt vì tập thể dục à. Cái gì tập thể dục gì giờ này? Tập dưỡng sinh hả anh? Tính ra giả bộ nó nói xong rồi cái em hết quê đó. Em qua cái cơn quê em không còn quê nổi, hết giận rồi đó. Hay ha. Rồi hết giờ rồi em ốp nha. Ốp nha mấy ông.
Ngày mai ai rảnh thức sớm được thì nhớ cà bao thức 5 giờ, đánh xe 5 giờ trong này nha. Rồi, bye bye. Bạn đen, bạn về, ở chú lẹ đó, chú đi mất tiền rồi. Bye ca. Tất mọi người nha. Tất cả mọi người. Tất mọi người. Bye bye.